lên sóng một cặp tép khung gỗ loại đẹp mê ly. Đây, giá bao nhiêu nhỉ? 500k thôi. Xưởng loa tép thông minh Lưu Bắc Cạn chuyên sản xuất và cung cấp những cặp tép khung gỗ đời mới đẹp nhất. Đây là mẫu 250, trang bị chống cháy, hàng bảo hành 1 năm, chống cháy tốt nhất thị trường. Dây làm sẵn 1 mét rồi, về đấu và đít cục đẩy, đít loa, đĩa lâm ly là ok. 500.000. Đây là mẫu 250 nhé, từ 8 côn 2,5, chống cháy tốt nhất. Đấy, phễu được 12 vuông này, cao từ nóc xuống đến chân này là 16 phân. Đây dùng cho các loại bát từ 50 đến 20 đều ok, các loại loa full, các loại dàn. Các anh em mà muốn hay và muốn nét thì liên hệ với xưởng loa Lưu Bắc Cạn, vận chuyển hàng khắp Việt Nam, hàng chúng tôi bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Đây là cặp vừa tiền mà ok, 500.000 thôi, nó sẽ nét gấp rất nhiều lần so với tép bình thường, vì đây là dòng chất lượng cao. Nét này nẹt nha, cục đẩy ok, âm ly đẩy liền vang các loại, nói chung là các loại dàn. Vậy anh em đặt nóc, thứ nhất là bày cho nó đẹp, thứ hai nó là để cải thiện cái chất âm cho các bạn, nó sẽ nâng tầm cái chất âm của các bạn lên gấp đôi. Đây là tép dòng chống cháy chuẩn nhất và hot nhất năm 2024 ở thị trường Việt Nam. Ok nha.